Xin chào tất cả các em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy biến động của thị trường không nhiều. Đa phần thì hành động giá nằm ở cái thế giằng co. Cũng có những cái cặp tiền mà có giá hồi. Tuy nhiên thì các cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ mà chúng ta quan sát thì đều đang được giữ vững, kể cả xu hướng cũng vậy luôn. Thì trong clip phân tích cuối tuần này, Thúy và các bạn sẽ cùng nhau xem xét lại hành động giá. Và sau đó thì chúng ta xem các cái chiến lược giao dịch tuần trước thì có cần điều chỉnh gì hay không ha. Rồi, và chúng ta bắt đầu nhé. Paying commission to buy stocks is like getting a red card at the start of the match. Như thường lệ thì Thúy sẽ bắt đầu với vàng ha. Thì tuần trước là Thúy có đưa chiến lược mua với cái nến tăng này. Đây là cái nến tín hiệu của thiết lập giao dịch giảm dần, cũng là nến tín hiệu của thiết lập phá vỡ giằng co thất bại luôn ha. Đó thì chúng ta thấy là ngay cái đến ngày tiếp theo của tuần sau á, của tuần vừa rồi á, thì nó đã khớp cái lệnh mua này luôn đó. Nhưng mà nguyên tuần sau đó thì vàng gần như là không có tăng mạnh, cái động lượng gần như là chững lại luôn. Vàng gần như là giằng co trong tuần vừa rồi, thì chúng ta thấy đây không phải là cái hành động giá mà chúng ta mong muốn ha. Thì thường khi mà nến tín hiệu khớp luôn á, sau khi mà nến khớp với cái nến tín hiệu á, thì hành động giá mà chúng ta cần đó là thị trường phải đẩy đi luôn, tức là nó phải tăng luôn và nó hình thành cái nến nằm hoàn toàn trên cái điểm vào này đó. Nhưng mà chúng ta thấy là nguyên một tuần vừa rồi, tức là bốn nến ngày vừa rồi, thì sau khi cái nến này khớp lệnh thì gần như là giá đi ngang, nó không có một cái động tĩnh gì cả, thì cho thấy là thị trường có khả năng vẫn chưa sẵn sàng tăng giá ở cái vùng giá này ha. Nhưng mà chúng ta nhìn hành động giá một tí xíu thì chúng ta thấy rằng là đa phần nến vẫn hoạt động phía trên trendline ha. Vẫn hoạt động phía trên trendline. Đó thì cái khả năng tăng giá vẫn còn, cho nên là lệnh mua này chúng ta vẫn giữ được. Nhưng mà chúng ta không có ngoại trừ cái trường hợp mà giá có khả năng phá vỡ cái vùng hỗ trợ này ha. Tại vì các bạn lưu ý rằng là khi mà nến nó tập trung, nó hình thành một cái vùng giá đi ngang tại một ngưỡng hỗ trợ hoặc là kháng cự, thì cái khả năng cao thị trường sẽ có xu hướng phá vỡ cái vùng đó. Thì chúng ta không có loại trừ cái trường hợp đó. Tuy nhiên thì cái lệnh mua này chúng ta vẫn giữ được, cho nên là anh em giữ chúng ta giữ cái lệnh mua này tiếp trong tuần sau ha, thì chúng ta xem phản ứng hành động giá trong tuần sau như thế nào. Nếu như mà hành động giá trong tuần sau có thể vượt ra khỏi được cái vùng giằng co này thì chúng ta tiếp tục giữ lệnh mua ha. Còn trong trường hợp thị trường tiếp tục giảm, hoặc trường hợp tệ nhất là chúng ta bị dừng lỗ, thì thôi chúng ta chấp nhận, chúng ta đứng ngoài theo dõi tiếp hành động giá xem như thế nào ha. Nếu như mà cái ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 1760 này mọi người, đó, nó bị phá vỡ, thì lúc đó thì chúng ta bắt buộc phải đứng ngoài theo dõi hành động giá thôi. Bởi vì là đây là cái ngưỡng hỗ trợ khá là quan trọng trong xu hướng tăng này. Thì nếu mà phá vỡ cái ngưỡng này thì coi như cái xu hướng tăng hiện tại có khả năng bị đảo chiều. Đó, thì giá có khả năng sẽ tìm đến một trong các vùng như là 1730 hoặc là 1670, 1680. Đó. Rồi, cho nên là qua tuần thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ lệnh mua và theo dõi thêm hành động giá ha, quanh cái vùng này. Rồi chúng ta phân tích qua cặp Euro-USD ha. Euro-USD thì tuần vừa rồi thị trường cũng không có hành động giá nào quá mạnh. Tuần trước á, thì thị trường có cái động thái tăng giá. Thì đây là cái động thái đầu tiên của một cái đợt hồi. Nhưng mà cái đợt hồi này ngay lập tức nó chững lại luôn. Nó không có cái sự thay đổi quá nhiều hành động giá. Chúng ta thấy giá có tăng lên nhưng không phá vỡ được giá cao nhất, mà nó giá cao nhất của tuần trước đó. Cho nên là cái động thái tăng giá này gần như là đang bị chững lại. Rồi, thì tuy nhiên á, thì xu hướng của Euro-USD vẫn đang nằm trong xu hướng giảm này mọi người thấy không? Vẫn đang nằm trong xu hướng giảm ha. Đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục canh bán ha. Cái vùng bán khả thi vẫn là vùng quanh trendline này. Đó là vùng 1.51, vùng 1.5 vùng 1.5151 sorry mọi người, 1.151 và vùng 1.155. Đó, thì đây là hai vùng mà chúng ta có thể canh bán. Thì anh em đợi giá hồi về đến vùng này rồi chúng ta tìm cái cơ hội chúng ta bán ha. Qua tuần thì vẫn theo dõi hành động giá quanh vùng này ha. Rồi, tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp bảng Anh USD. Bảng Anh USD thì hiện tại là vẫn chưa có
vẫn chưa có giá hồi. Nhưng mà cây nến cuối tuần này là một cây nến tăng mạnh, thì chúng ta hy vọng là tuần sau là bảng Anh sẽ hồi ha, sẽ có giá hồi. Đó. Thì ở đây các bạn lưu ý cho Thúy nha, bảng Anh có một cái vùng giằng co ở đây nè. Đó, đây là một vùng giằng co. Thì chúng ta thấy rằng là giá tiếp cận với vùng giằng co này và đã có sự phản ứng này, có sự retest đầu tiên rồi. Và đây là tín hiệu retest thứ hai. Nhưng mà thực sự thì cái vùng giằng co này không phải là một ngưỡng kháng cự mạnh nha mọi người. Không phải là một ngưỡng kháng cự mạnh. Việc tìm tín hiệu giao dịch ở vùng này cũng không có được đẹp lắm, bởi vì chúng ta thấy là nó gần như không có khoảng trống ở phía bên trái. Tức là giá chỉ đẩy xuống được 3-2 nến thôi là thị trường đã cũng ngay lập tức quay ngược trở lại và phản ứng rồi. Tức là nó không có tạo được một cái khoảng trống bên trái phù hợp để mà chúng ta canh bán. Đó, cho nên tốt hơn hết thì Thúy nghĩ rằng là các bạn vẫn nên quay trở về cái vùng đỉnh này ha, quanh vùng 1.35 chúng ta canh bán thì sẽ đẹp hơn, hơn là vùng này nhé. Đó, thì qua tuần là bảng Anh USD thì chúng ta vẫn theo dõi vùng 1.35. Đây, bảng Anh USD thì vẫn đang nằm trong xu hướng giảm ha. Đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta phân tích qua cặp đô la Úc và đô la Mỹ. Thì đô la Úc và đô la Mỹ tuần trước thì có đưa chiến lược bán quanh vùng 0.7170 này. Đó, thì các bạn lưu ý là giá gần như là hồi về. Trong tuần vừa rồi là nó đã hồi về luôn rồi. Tuy nhiên á, thì cái hành động giá này không được đẹp lắm. Các bạn thấy này là một loạt các cái nến tăng được hình thành ha. Một loạt các nến tăng được hình thành. Đó, thì cho thấy rằng là động lượng tiếp cận cái ngưỡng kháng cự này khá là mạnh. Và nếu như mà hiện tại thì cũng chưa có cái tín hiệu bán nào cả. Đó, động lượng thì tiến tới vùng này với các cái nến tăng với đi với động lượng rất là đều. Nếu mà chúng ta về khung thời gian thấp thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn ha. Đó, chúng ta sẽ thấy nè, giá đi về với một cái động lượng rất là đều ha. Đó, đó, động lượng tăng đều đó, chứ không hề yếu nha. Đó, nếu mà chúng ta giao dịch ở trong cái trường hợp này thì tức là chúng ta đang đi ngược lại với động lượng, không ổn lắm. Đó, thì qua tuần anh em tiếp tục theo dõi hành động giá trong cái vùng này thôi, bởi vì là thị trường vẫn chưa thực sự hoạt động phía trên cái ngưỡng kháng cự này mà. Đó, cho nên là chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi. Nếu như trong tuần tiếp theo nó thị trường hình thành được một cái nến tín hiệu thì chúng ta có thể giao dịch nhá. Nhưng nếu như trong tuần tiếp theo giá tiếp tục tăng ha, tiếp tục tạo một cái nến tăng. Đó, thì tức là nó đã phá vỡ khỏi cái ngưỡng kháng cự này. Đó, thì lúc này chúng ta chắc chắn phải chờ đến cái ngưỡng kháng cự phía trên, đó là quanh vùng 0.75. Hoặc là ở đây chúng ta có thể sử dụng Fibo ha. Chúng ta có thể sử dụng Fibo để chúng ta đo lường thì cái mức 50 nó rơi vào khoảng tầm này. Rơi vào khoảng tầm này là vùng 0.7280 này. Đó, thì chúng ta có thể xem xét cái hành động giá quanh vùng này xem như thế nào ha. Nếu như mà giá chứng lại ở cái vùng này thì chúng ta có thể tìm cơ hội chúng ta canh bán. Nhưng trong trường hợp nếu như mà giá cứ tiếp tục đi thẳng lên thì chắc chắn là chúng ta phải chờ đến vùng 0.75 rồi nhé mọi người. Chờ đến vùng 0.75 rồi ha. Đó, ok ha. Nói chung là qua tuần thì đô la Úc và đô la Mỹ các bạn theo dõi cho Thúy hai vùng. Đó là vùng 0.7, gần 0.73 và vùng 0.75. Vùng hiện tại thì chúng ta theo dõi thêm hành động giá xem thị trường phản ứng như thế nào thôi ha. Nếu như mà không có tín hiệu nào thì chúng ta mới theo dõi những cái vùng tiếp theo nhé. Đó, với động lượng giảm như thế này thì chúng ta sử dụng Fibo ở mức 50 hoặc là 61.8 giao dịch cũng khá là ổn nha mọi người. Rồi, tiếp theo thì chúng ta phân tích qua cặp New Zealand và đô la Mỹ. Thì các bạn thấy này, New Zealand và đô la Mỹ đã quay trở lại phản ứng với vùng giằng co quanh 0.68 rồi. Đó, hiện tại thì vẫn chưa có tín hiệu nào cả. Đó, nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng là đã có thiết lập giảm dần rồi này ha. Đây là thiết lập giảm dần của chúng ta này. Đó, chúng ta thấy là các cái đỉnh nến đang có cái khoảng cách yếu dần. Đó, nhưng mà chưa có tín hiệu giao dịch. Đó, thì qua tuần ở tại cái vùng 0.68 này, anh em đợi một cái nến giảm xuất hiện ha. Một cái nến giảm mạnh như thế này. Đó, hoặc là một cái nến có đuôi nến trên dài thì chúng ta có thể canh bán nha. Còn trong trường hợp nếu như nó không có hình thành được nến tín hiệu cho chúng ta và thị trường tiếp tục phá vỡ, tiếp tục tăng và phá vỡ qua cái vùng giằng co này thì chúng ta đợi đến cái vùng 0.69 này ha, rồi chúng ta canh bán. Đó,
0.69 đây là chúng ta có thể cảnh bán được ha. Rồi qua tuần thì cặp tiền này theo dõi cho Thúy hai vùng, đó là ngay vùng giá hiện tại 0.68 và vùng tiếp theo đó là vùng 0.69. Tín hiệu xuất hiện ở vùng nào thì chúng ta cảnh bán ở vùng đó nhé. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp USD và Yên Nhật. Cặp tiền này thì nó phản ứng đúng với cái vùng 112.50 và sau đó bật tăng nhưng không tạo được tín hiệu giao dịch nào cho chúng ta cả. Ở đây thì thực ra là có một cái vùng sức ép nhỏ. Tín hiệu này không được đẹp lắm. Đây, vùng sức ép của chúng ta đây. Đó. Với một loạt, với 4 nến có đuôi nến dưới, nhưng mà đuôi nến dưới không có mạnh lắm. Tín hiệu này không được đẹp ha. Chúng ta canh mua không có ổn lắm. Thì các bạn lưu ý cho Thúy á, là hiện tại chưa có nến tín hiệu nào, chưa có cái nến tín hiệu nào, cho nên là ở vùng này tạm thời chúng ta chưa có giao dịch ha. Vậy thì đối với cặp tiền này thì qua tuần anh em đợi giá pullback về cái vùng này một lần nữa, cũng không nhất thiết là về cái vùng này đâu, bởi vì trong cái trường hợp này giá có khả năng hình thành mô hình WAMI, đó là mô hình hai đáy, một mô hình đặc biệt, một cái biến thể đặc biệt của mô hình hai đáy, thì chúng ta có thể đợi giá quay ngược trở về phản ứng sớm với cái vùng này, tức là không nhất thiết phản ứng đúng với cái đáy trước đâu, mà phản ứng phía trên đáy trước một tí xíu và nó tạo được một cái nến tăng mạnh, thì lúc đó chúng ta có thể giao dịch với mô hình này ha. Đó, hoặc là nếu như trong trường hợp giá có khả năng hồi về đến vùng này và tạo được mô hình như là đuôi chuột túi hoặc là bóng lớn thì anh em có thể giao dịch ha. Nói chung qua tuần thì chúng ta tiếp tục theo dõi vùng 112.50 này một lần nữa nhé. Rồi. Tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp USD và franc Thụy Sĩ. Cặp tiền này thì tuần vừa rồi hành động giá không có gì thay đổi cả. Đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta chỉ có thể canh mua quanh vùng này thôi, 0.91 thôi. Đó, 0.91 anh em đợi giá hồi về vùng này và tìm cái cơ hội giao dịch ha. Chứ còn đây là vùng lưng chừng, chúng ta không có nên canh mua ha. Không nên canh mua ở vùng lưng chừng. Nếu giá sau đó có tăng thôi chúng ta cũng đừng tiếc, bởi vì thực tế cặp tiền này là nó nằm trong cái điều kiện thị trường không có được đẹp lắm. Thì xu hướng tăng này thì nó là xu hướng tăng ngắn hạn thôi. Đó, trừ phi mà nó phá vỡ được cái đỉnh này này, quanh 0.95 này thì giao dịch mới ổn được. Đó, vậy thì hiện tại là anh em có thể canh mua quanh trendline này ha. Trendline thì 0.9150 này thì cũng có thể canh mua được ha. Hoặc là vùng 0.91. Đó thì anh em đợi một trong hai vùng chúng ta đều có thể canh mua. Đó, thì đối với tín hiệu mua mà xuất hiện ở một trong hai vùng này thì chúng ta chỉ có thể chốt lời quanh vùng 0.9350 thôi ha. Đó. Rồi, qua tuần thì cặp tiền này anh em vẫn tiếp tục theo dõi hành động giá cho Thúy nhé. Là quanh vùng 0.9150 hoặc vùng 0.91 ha là được. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp USD và Canada. Cặp tiền này thì tuần vừa rồi nó đã phản ứng sớm với cái vùng đỉnh này. Đó, nó phản ứng với vùng 1.28 thì giá đã tạo một cái nến giảm mạnh rồi, nhưng mà không phải là nến tín hiệu giao dịch của chúng ta. Đó, cho nên là Canada thì tuần tiếp theo anh em tiếp tục đợi giá hồi. Nếu như mà giá hồi về gần đến cái vùng đỉnh này và tạo được mô hình nến WAMI thì chúng ta mô hình nến Mula, thì mô hình nến này là một cái biến thể đặc biệt của mô hình hai đỉnh, thì anh em có thể canh bán quanh cái vùng đỉnh này ha. Đó, hoặc là nếu như giá quay ngược trở về và phản ứng với cái vùng đỉnh này và tạo được mô hình nến như là đuôi chuột túi hoặc bóng lớn thì chúng ta có thể giao dịch nhé. Đó, trendline giảm này đã bị phá vỡ rồi cho nên là chúng ta xóa luôn ha. Rồi, ok đó. Nói chung là qua tuần thì USD và Canada thì anh em tiếp tục theo dõi cái vùng đỉnh 1.28 này cho Thúy nhé. Hoặc là vùng 1.29 này cũng được nha. Rồi, chúng ta phân tích qua các chỉ số chứng khoán Mỹ và dầu ha. Ở đây thì chúng ta thấy là tuần vừa rồi á, thì chứng khoán Mỹ đã bật tăng, US 500 đã bật tăng từ cái ngưỡng 4500 này và nó không tạo được tín hiệu mua nào cho chúng ta cả. Chúng ta thấy nè, Thúy điều chỉnh trendline một tí xíu nhé. Chúng ta thấy rằng là giá phản ứng với cái vùng 4500 này và nó bật tăng lên nhưng mà không có tín hiệu, cho nên là chúng ta bắt buộc phải nhìn giá tăng mà không có giao dịch nào được thực hiện rồi. Và sau cái nến tăng này chúng ta thấy là cho thấy động lượng tăng vẫn còn nha, động lượng tăng vẫn còn mạnh. Đó thì cho nên là đối với US 500 thì chúng ta vẫn tiếp tục mua theo xu hướng ha, mua theo xu hướng tăng. Thì cái vùng giá mà chúng ta có thể canh mua là cái vùng này này mọi người.
Đây là vùng giằng co này, mọi người thấy không? 1, 2, 3 nến. Đó, chúng ta vẽ ra. Đây. Đó, thì đây là vùng có thể canh mua được ha. Qua tuần thì anh em đợi giá hồi về vùng 4600 này. Nếu như mà giá tạo được cái tín hiệu mua quanh cái vùng 4600 hoặc là 4550 này, quanh cái vùng này, đó thì chúng ta có thể canh mua lên theo xu hướng ha. Đó, nhưng mà khi mà US 500 á, qua tuần mà nó tiếp tục tạo cái nến tăng như thế này này, phá vỡ khỏi vùng đỉnh này, rồi sau đó hồi về, cái vùng giằng co này thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha. Tại vì lúc này khi mà nó phá vỡ cái vùng đỉnh rồi thì cái đáy này sẽ trở thành đáy quan trọng trong xu hướng tăng, và cái vùng giằng co này nó cũng sẽ có giá trị hơn, mọi người hiểu không? Đó. Còn nếu như mà qua tuần mà giá hồi về luôn á thì cái vùng đáy này nó vẫn chưa thực sự quá là mạnh, nhưng mà đây là vùng giằng co hợp lưu với đáy trước đó thì có thể giao dịch được rồi ha. Tức là chúng ta có thể tìm cái cơ hội giao dịch quanh vùng này được rồi. Đó. Tuy nhiên thì nó phá vỡ khỏi vùng đỉnh trước, phá nhẹ qua cái, xong nó quay ngược trở về, phản ứng và tạo được tín hiệu thì sẽ đẹp hơn ha. Rồi, ok. Đó thì nói chung qua tuần là US 500 chúng ta theo dõi cho Thúy cái vùng 4600 và 4550 nhé. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua US 30. US 30 cũng vậy, bật tăng khỏi cái ngưỡng hỗ trợ 3400 này. Tuần trước thì Thúy có đưa tín hiệu mua qua vùng 3350, nhưng mà giá đã phản ứng sớm với cái vùng này, giá đã phản ứng với vùng 3400 này và sau đó và bật tăng, đúng không nào? Trendline tăng thì đã bị phá rồi, cho nên là chúng ta phải xóa đi. Khi nào giá phá vỡ cái đỉnh trước này này, chúng ta lại tiếp tục vẽ trendline ha. Đó rồi, thì các bạn lưu ý này, giá bật tăng mà không tạo được tín hiệu nào cho chúng ta cả, đúng chưa nào? Đó, cho nên là chúng ta bắt buộc phải nhìn hành động giá tăng mà chúng ta không có giao dịch nào được thực hiện rồi. Thì đối với US 30 cũng vậy, qua tuần thì anh em tiếp tục theo dõi cho Thúy vùng 34 này ha. Nếu mà giá có quay ngược trở về và tạo được tín hiệu quanh vùng này thì anh em tìm cái cơ hội mua lên nhé. Đó, 34 này ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta phân tích qua dầu. Nói chung là xu hướng vẫn US 30 vẫn tăng á, cho nên là anh em vẫn cứ tiếp tục giao dịch theo cái xu hướng tăng cho Thúy nhé. Rồi trừ phi là cái vùng đáy này này 3350 này này bị phá vỡ thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu nhìn thị trường theo cái xu hướng khác ha. Rồi bây giờ chúng ta phân tích qua dầu nhé. Tuần trước là Thúy có đưa tín hiệu mua với nến đuôi chuột túi này, nến đuôi chuột túi tăng giá đây. Chúng ta có thể mua luôn ngay cái nến tuần sau, ngay ngay cái nến đầu, khi mà thị trường mở cửa trong tuần sau là chúng ta có thể mua ở ngay cái giá mở cửa ở đây rồi. Đó thì anh em nào mà không có giao dịch kịp ở tuần trước thì tuần sau chúng ta lại phải mua với cái nến mà tạo gáp ở đây ha. Đó. Thì hiện tại là chúng ta đã có lợi nhuận rồi ha, một ít lợi nhuận rồi. Anh em nào mà mua được với cái giá mở cửa của cái nến đuôi chuột túi này thì sẽ đẹp hơn này. Đó. Thì ở đây là chúng ta đã có lợi nhuận 1R với cái tín hiệu này rồi. Đó. Thì các bạn lưu ý cho Thúy nha, đối với tín hiệu này thì chúng ta tiếp tục giữ nha, tiếp tục giữ tuần sau. Đó. Cái điểm mà chúng ta chốt lời chính là cái vùng đỉnh trước này này ha, quanh vùng 8385 này này. Đó thì khi mà giá đạt đến một trong hai vùng thì chúng ta sẽ chốt lệnh ha. Đó, thì đó là dầu. Chúng ta chốt lệnh thì chúng ta sẽ tùy xem giá tiếp cận với vùng 8385 như thế nào. Nếu như mà giá tiếp cận với cái vùng 8385 này với động lượng yếu á, yếu dần đi thì chúng ta có thể cân nhắc là chốt hết toàn bộ lệnh. Nhưng nếu như mà tiếp cận với động lượng mạnh thì chúng ta chỉ chốt một phần vị thế thôi, còn phần vị thế còn lại chúng ta sẽ giữ ha, bởi vì dầu có khả năng sẽ quay trở lại xu hướng tăng ha. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua một vài cặp chéo nhé. Cái cặp euro và franc thụy sĩ này thì hiện tại vẫn đang nằm trong xu hướng giảm này. Hành động giá trong tuần vừa rồi thì các bạn thấy rằng là đã có một cái nến tăng xuất hiện rồi, sau một đợt giảm với cái hành động giá đi rất là khó chịu như thế này thì cuối cùng cũng có một cái nến tăng thoát khỏi ra được cái hành động giá đó. Thì chúng ta thấy rằng tuần vừa rồi thì euro và franc thụy sĩ cũng gần như là chững lại sau cái nến bật tăng này. Nhưng mà chúng ta vẫn kỳ vọng là tuần sau thị trường sẽ tiếp tục hồi ha. Nếu mà nó hồi về khoảng 1.06 đó thì chúng ta có thể giao dịch ha. 1.06 là quanh cái vùng giằng co đây này. Đó, một loạt nến này thì chúng ta có thể giao dịch, hoặc là vùng 1.0650 chúng ta có thể canh bán nha.
Nói chung anh em qua tuần theo dõi cho Thúy hai vùng 1.06 và vùng 1.0650 nhé. Đây là hai vùng chúng ta có thể canh bán ha. Rồi để Thúy vẽ cái vùng này ra để cho các anh em dễ lưu ý hơn ha. Tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp Canada và Yên Nhật ha. Cặp Canada và Yên Nhật này á, thì chúng ta thấy rằng là giá đã bật tăng khỏi vùng 88 rồi. Đây cũng là một cái ngưỡng hỗ trợ nha. Nó là vùng gồm những cái vùng đỉnh, những cái điểm chốt đỉnh trước đó ở vùng giằng co. Đây chúng ta có vùng giằng co đây mọi người ha. Đó. Thì giá đã bật tăng nhưng mà không có tín hiệu nào cho chúng ta cả. Đối với cái cặp tiền này thì hiện tại anh em có thể quay chờ giá quay ngược trở lại đây phản ứng một lần nữa. Nhưng mà tốt hơn á, cái điểm giao dịch đẹp hơn á, đó là cái vùng 86.50 này. Đó là cái vùng trendline hợp lưu với lại cái đáy trước đó. Đó, thì chúng ta có thể canh mua ở cái vùng 86.50 này. Cho nên là qua tuần anh em theo dõi cho Thúy ở hai vùng ha. Thứ nhất là vùng 87.50 là vùng giằng co trước đó đây nè. Vùng thứ hai đó là vùng 86.50 nhé. Đó, chúng ta tìm cái cơ hội chúng ta mua lên. Cái đợt giảm của tuần trước thì chúng ta cuối tuần trước nữa chúng ta thấy rằng là nó đã bị chứng lại rồi. Cho nên là cái đà giảm này có khả năng nếu như nó không tiếp diễn được thì chúng ta vẫn có thể canh mua ha. Đó, thì qua tuần anh em theo dõi hai vùng cho thấy vùng 87 và vùng 86.50 nhé. Rồi cặp tiếp theo là cặp bảng Anh và Yên Nhật. Bảng Anh và Yên Nhật á thì đã có cái phản ứng với cái vùng 149.50 này rồi và vùng 149 rồi, nhưng mà nó vẫn chưa có tạo được cái tín hiệu nào cho chúng ta cả. Đó, thì hiện tại cái khoảng trống bên trái gần như là bị lấp rồi, hành động giá không có được đẹp lắm ha. Đó, qua tuần thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi vùng 149 này. Nếu như giá tạo được cái tín hiệu mua cho chúng ta quanh cái vùng này chúng ta canh mua. Còn trong trường hợp giá phá vỡ qua chúng ta bắt buộc phải đứng ngoài ha. Bởi vì lúc này xu hướng giảm đã được định hình rồi ha. Xu hướng giảm đã được củng cố mạnh mẽ hơn rồi. Đó, thì canh mua không có được đẹp nữa. Đó rồi. Cái khả năng mà giá phá vỡ khỏi cái ngưỡng 149 này cũng khá là cao đó nha anh em. Tại vì là giá nó chứng lại cái vùng này 2 tuần rồi. Đó, mà nó không có tạo được cái tín hiệu mua nào cho chúng ta cả thì cái khả năng nó phá vỡ cái vùng này cũng khá cao. Nên qua tuần anh em nên theo dõi hành động giá ha. Nếu như có tín hiệu tạo luôn được ở tuần sau thì chúng ta giao dịch, còn không chúng ta phải đứng ngoài chúng ta chờ thôi. Bởi vì nếu mà không có tạo được tín hiệu nào trong tuần sau nữa thì cái khả năng giá phá vỡ vùng này rất là cao đó. Rồi tiếp theo là cặp bảng Anh và Franc Thụy Sĩ. Cặp tiền này thì nó đã gần như là ngay lập tức quay ngược trở về và phản ứng với đáy trước đó này. Phản ứng với vùng đáy trước đó nhưng không tạo được tín hiệu bán này cho chúng ta cả. Khoảng trống bên trái cũng không có được tạo. Cho nên là qua tuần thì cặp tiền này chúng ta, anh em nào mà bán được ở với cái nến giảm này ở tuần trước nữa rồi thì chúng ta có thể giữ luôn cái lệnh này ha. Giữ cái lệnh này. Còn nếu như mà anh em nào mà chưa vào được lệnh thì có thể chờ lên lại cái vùng 1.2450 này chúng ta canh bán nha. Đó, thì đây là cái vùng có thể canh bán đẹp. Còn cái vùng này thì chúng ta đợi giá phản ứng thêm một lần nữa trong tuần sau. Nếu như có tín hiệu thì chúng ta mới bán. Còn tại vì thực tế á, là chúng ta thấy rằng là nếu như mà qua tuần mà giá quay trở về đây phản ứng và có tín hiệu luôn á thì chúng ta không bán được, bởi vì khoảng trống bên trái không có. Mọi người hiểu không? Khoảng trống bên trái không có, tín hiệu nó sẽ không có được đẹp. Đó, nên tốt nhất là nếu như mà tuần sau cái nến tín hiệu được hình thành vào khoảng cuối tuần á thì chúng ta giao dịch là đẹp nhất. Đó, là lúc đó chúng ta có khoảng trống bên trái vừa phải khoảng tầm 7 nến là chúng ta vào lệnh là ok. Đó, rồi còn nếu như mà trong tuần sau chúng ta thấy không hình thành tín hiệu hoặc hình thành tín hiệu quá sớm thì chúng ta đừng giao dịch ha, mà chúng ta nên chờ lên vùng 1.2450 này chúng ta chơi, còn không thì chúng ta đứng ngoài luôn nhé. Đó, rồi tiếp theo cặp Euro và Yên Nhật. Thì cặp tiền này các anh em lưu ý là nó đã có cái đợt bật lên khỏi cái ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 127 này rồi, nhưng mà không có tín hiệu nào cho chúng ta cả. Thì anh em tiếp tục theo dõi vùng này nha. Nếu giá có thể quay ngược trở lại phản ứng vùng này và tạo một cái nến đuôi chuột túi đâm xuyên qua đáy trước đó này và sau đó bật ngược lên đóng cửa phía trên thì là đẹp nhất nha. Đó, thì lúc đó chúng ta có thể canh mua hoặc là một nến bóng lớn cũng được ha. Đó, nhưng mà nếu như không tạo được tín hiệu nào mà giá trực tiếp tăng luôn á thì lúc này chúng ta sẽ đợi giá quay ngược trở về cái ngưỡng kháng cự quanh vùng 132.50 này. Đó, thì chúng ta có thể
đợi tín hiệu bán, bởi vì thực tế là cặp tiền này nó đang hình thành một xu hướng giảm rồi. Xu hướng giảm này có động lượng khá tốt thôi chứ chưa phải là quá tốt đâu. Đó thì chúng ta có thể canh bán quanh cái vùng 132.50 này ha. Thì đó là cặp euro và yên Nhật. Rồi. Ok. Thì clip phân tích của Thùy tới đây là kết thúc rồi. Anh em nào mà có câu hỏi nào hoặc là thắc mắc hoặc là muốn phân tích thêm cặp tiền nào thì có thể để lại comment cho Thùy ở bên dưới clip ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh và like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.